Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho các thảy chúng sanh đều phát bồ đề Thân, sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 25 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 558 chư vị pháp sư quý vị đồng học mời ngồi mời xem đại thừa vô lượng thọ kim giải Trang 731 Hàng thứ tư Xem từ câu thứ hai Thiên Thủ Kinh Như Thiên Thủ Kinh nói Nếu có người nghi ngờ không tin Đà La Ni này nên biết người đó mất hẳn lời lớn trăm trăm ngàn dạng kiếp vào ra cõi ác không có ngày ra thường không thấy Phật không nghe pháo không thấy tăng đây là một đoạn trong Thiên Thủ Kinh Đà Ni Dịch sang tiếng Trung Quốc Có nghĩa là tổng trị Giống như ngày nay chúng ta gọi là Cương lĩnh chung Nguyên tắc chung Phật Pháp Đại Thừa Cương lĩnh chung Nguyên tắc chung Nếu quý vị đã gặp mà nghi hoặc không tin trong đời này đây chính là tổn thất lớn nhất của ta tại sao vậy cơ hội như thế không nhiều không phải người bình thường chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phật cho chúng ta biết thân người khóa được Phật Pháp khó nghe Trong lục đạo Được làm thân người không phải chuyện dễ Tuổi thọ con người không nhiều Rất dễ mất Mất thân người lại được thân người Là một chuyện không dễ dàng À, Đời này Tu hành đại thiện Họ sẽ được lên trời Nếu làm những việc đại ác Họ sẽ rơi xuống tam đồ Bởi thế nên biết Được làm người không dễ Đời này chúng ta đã được làm người Biết được nhân tố ngày trước đã trầm Nhân tố đó là gì? Ngụ giới thập thiện trong đời quá khứ Chúng ta đã tu ngủ giới thập thiện Rất hoàn hảo Đời này cũng nghiệp đó Dẫn chúng ta đến nhân gian Thí nghiệp này Dẫn chúng ta đi giảng sinh Bất thiện nghiệp Dẫn chúng ta đến tam ác đạo vấn đề này được kinh điển nói rất nhiều thế tùng lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta tâm tham nặng là cõi ngạ quỷ người ngu si nặng là cõi súc sinh người vẫn hờn nặng nghĩa là người tâm ghen tị nặng Người năng lòng ngáo mạn Đều là cõi địa ngục à, Bởi thì Tam đồ ác đạo rất dễ dào Cõi người là khó nhất Đưa thân người là một lời thị cực lớn Có nghĩa Phật giáo dạy học trong nhân gian Nhân gian thành Phật Thành Bồ Tát rất dễ Cõi trời rất khó Khó ở chỗ nào Cõi trời vui Vui nhiều khổ ít Bởi thì thiên nhân Không muốn học Phật Không muốn tu đạo Phước báo của họ quá lớn tam ác đạo cũng khó tam ác đạo đều chịu khổ chịu nạn không có thời gian học phật bởi thì việc học phật trong cõi người là thuận tiện nhất cõi người khổ nhiều vui ít họ có vui vui ít bởi thì dễ giác ngộ có nghĩa là nhân duyên với Phật Rất thù thắng Phật chúng ta biết có đại thừa Có tiểu thừa Có tông môn Giáo môn Có hiện giáo mật giáo Tám dạng bốn ngàn pháp môn Trong đời ta đã gặp loại nào tuy nói pháp môn bình đẳng không có cao thấp đây là nói về lý sự không phải thiệt xét về sự căng tánh chúng sinh không giống nhau người có căng tánh kém một chút không thể lý giải pháp môn đái thừa thù thắng vì nó quá sâu phương pháp khá tinh tế tâm y thô tháo không thể hạ thủ không biết bắt đầu từ đâu bởi thì có khó khăn nhất định dễ nhất trong tám dạng bốn ngàn pháp môn đơn giản nhất không gì bằng Pháp môn niệm Phật Nhưng Pháp môn niệm Phật Rất khó tin Tại sao? Vì nó quá dễ Ngược lại khiến người ta hoài nghi Giả lại thành tựu Pháp môn này Lại rất thù thắng Bởi thì Gặp được Phật Pháp Người tin tịnh độ rất ít Khi đã gặp tịnh độ Kinh luận tịnh độ Mới nhìn qua tưởng rất dễ Trên thực tế cực kỳ thâm ảo Nếu ta không thật sự tin Lại còn nghi hoặc Thì pháp môn khác Nghe pháp môn khác Sẽ khởi tâm động niệm Cảm thấy tĩnh tâm không bằng những pháp môn kia Sẽ dễ thoái tâm Sẽ thay đổi Như thế thua thiệt sẽ rất lớn Bởi thì ở đây nói Mất luôn lợi lớn Người đó mãi mãi mất đi lợi ích thù thắng nhất Khi mất rồi sẽ thế nào? Trong trăm ngàn dạng kiếp Không phải năm Không phải trăm ngàn dạng năm Mà trăm ngàn dạng kiếp Thời gian này rất dài ta sẽ làm những gì bị luôn chuyển trong ác đạo không có thời hạn được ra Đây là lời nói thật không phải phù phim Nếu không may rơi vào địa ngục địa ngục rất phức tạp không phải một thứ rất nhiều có người ở rất lâu, đó là do tạo tội nghiệp quá nặng Cũng có người ở rất nhanh Hồi tôi học kim điển ở Đài Trung Thầy giáo kể cho chúng tôi Về một địa ngục Đây là bình thường Không phải quá nghiêm trọng Mạng sống người ở địa ngục bao lâu? Trước hết phải nói một ngày ở địa ngục Là bao nhiêu năm của nhân gian Thầy giáo cho chúng tôi biết Địa ngục này một ngày ở địa ngục là Hai ngàn bảy trăm năm ở nhân gian Trung Quốc thường nói Có lịch sử năm ngàn năm Trong địa ngục chưa đến hai ngày Từ đó mới biết rằng Trăm ngàn dạng ký Rất có khả năng Không phải bìa đặt Quý vị chịu khổ thời gian dài như thế trong địa ngục Luân hồi ác thú Không có thời hạn ra Không có cách nào để ra Bởi thì tam ác đạo Rất dễ vào rất khó đi ra à, thời gian ở cõi ngã quỷ, quỷ cách xa chúng ta một ngày ở cõi quỷ, quỷ là một tháng ở nhân gian à, bởi thế chúng ta cúng quỷ, quỷ thần vào các, thần. các ngày mùng một và rằm à, gặp đúng một đúng ngày thương. ba bữa của họ bữa sáng, sáng bữa trưa và, và bữa tối Mỗi ngày ba bữa à. Một ngày của họ bằng một tháng của ta Họ, họ mạng quẩy quỷ Sống ngắn nhất đoàn cũng được ngàn đoàn tuổi đoàn Một đoàn ngàn đoàn tuổi đoàn Mười hai ngày cõi quỷ bằng ta một năm Tự tính xem thời gian như thế bao lâu Vì thì không nên vào ác đạo phải súc sinh mang sông rất ngắn Nhưng nó không thể rời khỏi súc sinh Chúng ta xem trùng nhỏ trên mặt nước Gọi là phù vô Sáng sinh chiều chết Chúng sống độ mấy tiếng Tạo nghiệp gì mà đọa làm thân ý Người tạo nghiệp giết hại quá nặng Giết hàng dạng Họ sẽ đọa vào cõi súc sinh Một ngày chúng nó sống chết ba bốn lần Suốt ngày chịu khổ trong sinh tử Ba câu sau rất quan trọng Thường không thấy Phật, không nghe Pháp, không thấy Tăng Đó là Tam Bảo Thời gian dài Không gặp tam bảo Lợi ích gì khi gặp tam bảo Gặp tam bảo sẽ tăng trưởng phước tuệ Lễ kinh cúng dường Là tu phước là phước báo Nghe kinh nghe pháp là tăng trí tuệ Bởi vì thì Pháp thân tuệ mạng của ta có được Là nhờ tam bảo Học Phật không phải gì khác Nói một cách đơn giản nhất Là chúng ta cầu phước cầu tuệ Thật sự như thế Quý vị xem đại phú đại quy Trong nhân gian Hay quải trời từ đâu mà có Trong đời quá khứ Biết cúng dường tam bảo Nghe kinh nghe pháp mà có Trong những nhân đó Đời này nhận được quả báo Là để nói rõ Nghĩa tổn hại lớn lao Của việc nghi hoặc Không được nghi hoặc Đối với tam bảo, Không được nghi hoặc Với thanh giáo Không được nghi hoặc Đối với tổ tân Chúng ta tự cho mình thông minh, sai lầm Chúng ta thua xa cổ nhân bản thân chúng ta phải hiểu được việc đó đừng bao giờ ngạo mạn khiêm tốn chân thành cung kính là tánh đức đầy đủ tánh đức Mới có thể học được trí tuệ Học dẫn chân thật Không có chân thành Không có cung kính Học không được Dù thánh nhân đến dạy Cũng không được Tại sao quý vị bài xích Không thể tiếp nhận Nên không có trí tuệ không thể hiểu được những đạo lý thánh hiền đã nói ngược lại nếu ngược lại sẽ dòng hợp giảng sinh kinh nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân chú ý chữ thiện ở đây chữ thiện ở đây là đầy đủ mười thiện nghiệp thực hành thập thiện nghiệp đạo ta mới là thiện nam tử thiện nữ nhân mới có thể tin kinh này chánh tính kinh này yêu quý kinh này chúng ta tin tưởng kinh điển này thích kinh điển này Tự ta có thể hiểu rõ Có thể y giáo phụng hành Lại còn khuyên nhủ người khác Khuyên nhủ chúng sinh Người nói người nghe Đều được giảng sinh nước Phật A-di-đà Ở đây nói về Pháp môn tịnh độ Bộ cái này là châu báu Trân bảo vô lượng Chúng ta nên cố gắng học tập Nên tin tưởng Không hoài nghi Tự mình nên y giáo phụng hành Được phước, được trí tuệ khuyên nhủ chúng sinh có duyên, chúng sinh có duyên họ có thể tin, họ cũng có thể hiểu được. Những người nói như thế, nghe như thế, chỉ cần phát tâm cầu sinh tịnh độ, tất cả đều được giảng sinh thị giới cực lạc. Nếu có những người như thế. Giả như có những người như thế Ta từ hôm nay Thường bảo 25 Bồ Tát hộ trì người đó Đây là quy y tam bảo Phát tâm học Phật Quy y có 36 vị thần hộ Pháp Họ trì ngũ giới Có hai mươi lăm vị thần hộ giới Diễn thuyết cho người Có hai mươi lăm Bồ Tát bảo hộ những người này Thường khiến người này không bệnh không nào Bệnh tiền não là nghiệp chướng của con người Thật sự phát tâm lớn Hoàng pháp lợi sinh Giúp đỡ chánh pháp trường tồn ở thế gian Bệnh hoạn của họ Tiền não của họ Đã có Phật Bồ Tát hộ trì Họ được giảm bớt Người hay không phải, phải người phải Không phải được thuận tiện người, người đó là ai ừ. Oán thân trái chủ Gây phiền phức trong ngăn hay. cản ta Đây là Không phải người là ai Không phải người là oán thân trái chủ Trong cõi tối tâm Họ bám vào thân quý vị Bám vào thân để gây đau đớn cho quý vị Họ gây rối loạn cho quý vị Thế là, là lục phủ ngũ tạng của quý vị sanh bệnh Những Bồ Tát khổ trì thế như thế là... Sẽ giúp đỡ Khiến người muốn hại hay... quý vị không được thuận tiện Quý thần muốn gây sự cũng không được thuận tiện Đã có thần hộ Pháp đã bảo hộ bạn Đi đứng nằm ngồi Không kể ngày đêm thường được an ổn Nhất định phải cảm ơn thần hộ Pháp Thần hộ giới Nhờ sự giúp đỡ của họ Để thi đại lợi tính họ Cho thấy Người có thể tin Có thể y giáo phụng hành Họ được những điều lợi Hiện tại ít bệnh ít nặng bởi vì chúng ta hoàn pháp lợi sinh hoàn pháp lợi sinh không phải vì mình mà vì chúng sinh vì chánh pháp trường tượng hoàn pháp thay phật Bởi vì cho dù bản thân quý vị có tật bệnh Thậm chí không còn sống nữa Vẫn phát đại tâm Tâm phát rất mạnh mẽ Mạng sống tự nhiên được kéo dài Đại sư Giao Quang có một thí dụ Ngài là người học tịnh độ Khi gần mất Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Ngài ngài nghĩ đến một chuyện cần phải làm đó là chú giải kim lăng nghiêm kim lăng nghiêm ở trung quốc có ảnh hưởng rất lớn rất nhiều người biết rất nhiều người đọc tụng cũng không ít người chú giải Nhưng rất nhiều chú giải Chưa nắm bắt được ý tứ của Phật Quá là khó được Pháp Sư Giao Quang đã phát hiện được điều này Bởi thế Ngài Muốn chú giải lại Bộ Kinh Lăng Nghiêm Lý Lập luận tất nhiên khác với chú giải thời xưa Chú giải trước của Kinh Lăng Nghiêm Nói ba vấn đề Đồ Ma Tha, Tam Ma Địa, Thiền Ma Đây là nồng cố tu tập của Lăng Nghiêm Chú giải trước dùng tam chỉ tam quán của thiên thầy để giải thích ba câu này đồ ma tha là chỉ tam ma là quán thiền na là vận dụng cùng lúc cả chỉ và quán Nhưng ý chính Phật nói rất rõ trong kinh Chưa ai phát hiện ra Đại sư Giao Quang muốn chú giải lại Giải thích ba câu này hoàn toàn bằng kinh nghĩa của kinh Lăng Nghiêm Việc này rất chính xác Phật A-di-đà liền đồng ý à, Để Pháp Sư Giao Quang Ở lại thế gian à, Viết xong chú giải Mạng sống liền kéo dài à, Đây chính là sự giá trị của oai thần Phật A-di-đà Bởi thì thật có nguyện thiện Không vì bản thân Vì chúng sinh khổ nạn Giảng kinh chú kinh là vì mọi người Giúp đỡ mọi người Phá nghi sinh tính đoạn hoạt chứng chân Chánh pháp trường tồn Phát tâm như thế Phật nhận thấy Tâm ta là chân ta cũng có khả năng đó phật sẽ để sống thêm nếu phát tâm này mà không có khả năng là không được không thể thực hiện được có khả năng đó mà không phát tâm cũng không được phát tâm nhưng cần có khả năng Công đức hỗ trì chánh pháp Cũng không thể nghĩ bài Nói tóm lại Khi ý niệm đã chuyển Không vì bản thân Vì chánh pháp trường tồn Vì phúc lợi chúng sinh Mạng sông tự nhiên dài thêm Ông Liễu Phàm Không phát nguyện hoàn pháp lợi sinh Ông chỉ có biểu hiện Sáng hối nghiệp chương Hối lỗi làm mới Làm tấm gương sáng cho mọi người trong xã hội Tập gương bỏ ác làm lành Mạng sống của ông cũng được dài thêm Dũng chỉ sống đến 53 tuổi Ông đã sống đến 74 tuổi Dài hơn 21 năm 21 năm đó là mạng sống dài thêm Dũng bản thân ông không có nguyên nhân của việc kéo dài tuổi thọ ngày nay chúng ta gọi là tượng trưng làm tấm gương cho mọi người trong xã hội nếu ngày nay ta không thể hoàn pháp lợi sinh phát nguyện tôi thực hiện nhân nghĩa lệ trí tính Ngũ thường bác đức Làm gương Để mọi người trong xã hội nói theo Như thì công đức cũng vô lượng Chắc chắn sẽ được sống thêm Hoặc là tôi nhất định thực hành đệ tử quy Để mọi người học theo Tôi thực hiện cảm ứng thiên để mọi người thấy Tôi thực hiện thập thiện nghiệp đạo để mọi người xem Những việc đó chắc chắn sẽ kéo dài mạng sống Tại sao xã hội ngày nay đang xem nhẹ Mọi người không ai biết Nhu yếu bức thiết là tấm gương tốt Phát tâm làm tấm gương tốt Quý vị đang đến cứu xã hội Cứu tất cả chúng sinh Không những cứu chúng sinh của đất nước mình Mà cứu chúng sinh cả thế giới Công đức này rất lớn Nếu phát tâm đó Làm những việc đó Mạng sống của ta sẽ rất dài Vì bản thân là không được Vì bản thân Dẫn mệnh của mình sẽ do nghiệp lực quyết định Không thay được Phải không vì bản thân Sẽ thay đổi Phước báo của mình đã dùng hết Hôm nay tôi không vì bản thân, vì chúng sinh Đấy là gì? Phước báo của chúng sinh Phước báo chúng sinh đưa đến thân ta Đạo lý mạng xong dài thêm là như thế à, Nếu trong đó vẫn còn cái tôi Quý vị đáng phải đi lúc nào Thì phải đi lúc ấy Không thể kéo dài thêm à, Bởi thì nhất định Phải hiểu rõ lý Phải làm sáng tỏ đoạn kinh này nói rõ lợi ích lớn của tính thọ đi đâu đến đâu mong nghĩ thật kỹ đây là lời của hoàng niệm lão chúng ta đi đâu đến đâu đặt ngay trước mặt chúng ta chúng ta nên nghĩ kỹ nghĩ ra rồi mới quyết tâm nên đi trên đường nào dưới lại nói rõ điều hại lớn của nghi bán trong kinh có cách nói như thế diêm phù đề sau này sau là thời kỳ mạt pháp hoặc có tỳ kheo tỳ kheo ni Thấy có người đọc tụng kinh này Hoặc cùng bực tức Tâm nghĩ phỉ bán Vì quỷ bán Chánh pháp Người đó trong khi hiện thân Mang đến các bệnh nặng Nguy hiểm Thân căng không đủ Mù điếc câm ngọng Quỷ mị làm trướng bụng Nằm ngồi không yên Muốn sống không được Muốn chết không xong Hoặc có khi chết đóa vào địa ngục Chịu khổ não lớn Trong tám dạng kiếp Trăm ngàn dạng đời Chưa nghe tiếng uống ăn Lâu sau được ra Làm trâu ngựa heo dê Bị người giết hại Chịu khổ cực lớn ở sau còn một hàng chúng ta xem đoạn này trước bởi vì đoạn này người làm những việc bất thiện thường bắt gặp thường nghe thấy trước hết là Nói người xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni Thấy người đọc tụng kinh này Thực tế Kinh này là chỉ kinh Đại thừa vô lượng thọ Thấy người đang đọc tụng Thấy người đang học tập Họ liền sinh bực tức Hủy bán Họ không vui Không tin Phải hủy bán Phải cản trở Vì coi thường chánh pháp Tội coi thường chánh pháp rất nặng Tại sao rất nặng? Những tỳ kheo tỳ kheo ni này Ở trong tính chung Nếu có tầm ảnh hưởng khá rộng Có nghĩa rất nhiều người học tập nghe theo họ Vì họ hủy bán Họ không tin Hiện rất đông những người nhìn thấy Nghe thấy Cho là đúng Cho rằng những lời thầy tỳ kheo đó nói đúng Liền không tin bộ kinh này Không học theo pháp môn này Nên tội đó rất nặng Một người học, một người giảng sinh Một người giảng sinh, một người thành Phật Họ dạy chừng đó người Ngăn cản không cho họ học Làm mất cơ hội giảng sinh Mất cơ hội thành Phật Trách nhiệm đó Nhân quả đó Rất lớn họ phải gánh nhân quà đó đây không phải là việc của một vài người người hoàng pháp người tu hành theo bộ kinh này họ có trí tuệ họ hiểu về lý Ta quỷ bán Ngăn cản Hãm hại Họ có kết tội chăng? Không kết Không những không kết tội Họ còn cảm ơn Quý vị đang thử thách họ Thử họ tu thật hay tu giả dạ. à, Tu thật, thật. Gặp thuận cảnh thiện duyên Không xin tham luyện Gặp nghịch cảnh ác duyên Không xin bực bội Định thử sức họ Họ không xin không có Ta mang tội không có đây Mang tội gì Bởi ta hủy bán Ngăn cản Khiến rất nhiều chúng sinh Không có duyên với Pháp này Quý vị đoạn luôn duyên của họ Phá hoại cơ hội tu học tịnh độ của họ Khiến rất đông người trong đời này được làm người đã gặp được to Nhưng lại tuột cơ hội ngay trước mặt Gặp được rồi nhưng thế nào thương Không xuyên được tính tâm Thậm chí thương khi thương gặp thương rồi thương Nghe thương ta hủy bán Họ hủy bán theo Trong Nghiệp tạo ra thương đã, thương quá thương. đã quá nặng Tội này kết với ai Kết cho những chúng sinh quả duyên Nếu duyên này tích càng lớn Tội của chúng ta càng nặng Thời gian càng dài Tội của ta càng nặng mục đích của quý vị là muốn hại người này vậy có hại được chăng không được họ nâng lên họ nâng cấp hại được ai hại thân mình gọi là tự làm tự chịu không hại được người khác không ngăn cản được người khác trở lại hại mình ngăn cản chính mình những người này Kinh nói trí tuệ họ ít Đọc kinh, nghe kinh ít Không có trí tuệ Vì thì tạo những nghiệp bất thiện như thế Nếu họ có trí tuệ Thường đọc kinh Tuyệt đối không có những hành vi như thế Họ sẽ tùy hỷ Công đức tùy hỷ không thể nghĩ bạn Họ không ngăn cản Họ sẽ tùy hỷ Không có sức mạnh nào giúp đỡ họ Ít nhất quan hỷ tán tháng họ Đấy là tùy hỷ công đức Những người tu học không đúng pháp như thế trên thực tế họ cũng đang tượng trưng ôm lòng quỷ bán hoặc giả dạ ôm lòng ghen ghét tìm cách ngăn cản Người đó khi có thân Các bệnh nặng kéo đến Nhà Phật gọi là qua báo Quý vị mang quả báo ngay trong đời này Phá hoại sức khỏe của mình Việc này Trong các buổi giảng Chúng ta đã nhiều lần nói ra Nếu tâm địa người đó Không nhân từ Thường nóng giận Dẫn hơn thu oán Họ rất dễ mắc bệnh về gan Ngày nay gọi là ung thư gan Nếu người nào bất nghĩa Rất dễ mang bệnh phổi Nếu người vô lễ Rất dễ mắc bệnh tim Người nào không giữ lòng tin Chuyên lừa người khác Họ dễ mắc bệnh bao tử Người ngô si không có trí tuệ vậy mắc bệnh thận bệnh thận bởi thì con người nếu sống theo nhân nghĩa lệ trí tính lục vũ ngũ tạng sẽ không vấn đề sức khỏe sống lâu Tại sao con người lại bất nhân Bất nghĩa Vô lệ Vô tính Không trí Nguyên nhân chính là do đâu Do lỗi không học theo giáo huấn thánh hiền Trong Phật Pháp Không học kinh Không nghe Pháp Dân già xa cách tánh đức bất thiện lớn dần nên mới mắc những lỗi đó nếu nghiệp được tạo từ đời trước ta đến thế gian này sẽ bị thân thể khiếm khuyết như mù đí câm ngọng ngày nay chúng ta gọi đó là tàn tật khuyết tật đôi khi bẩm sinh đôi lúc đã ra đời đã ra đời đa phần là do tai nạn trong tai nạn ngày nay phần lớn là tai nạn giao thông quỷ mị làm trướng nghĩa là quỷ áp dâm mang đến vô số bệnh tật khiến ta nằm ngồi không yên trong đời này cầu sống không được muốn chết không xong sống rất khổ sở tất cả những việc này xảy ra ngay trước mắt chỉ cần chúng ta lưu tâm có thể thấy được nghĩ đến những điều trong kinh phật nói đối chiếu với những gì ta thấy sẽ hiểu phật nói không sai hoặc khiến cho chết họ chết Chết rồi đi đâu Đến thẳng địa ngục Trước mắt Ngồi nằm không yên Lòng như lửa đốt Đây là hoa báo Chết đọa tam đồ Đó là quả bao Quả bao khổ hơn Chịu khổ não lớn Trong tám dạng kiếp Đây là thí dụ Ở giác dài trong địa ngục Chịu khổ cực trong địa ngục Tám dạng kiếp Trăm ngàn dạng kiếp Không nghe đến tiếng uống ăn cá không có nước uống đói không thấy thức ăn không phải thời gian ngắn rất dài trăm ngàn vạn kiếp là số tượng trưng lâu sau được ra tất nhiên họ sẽ có lúc chịu xong tội báo chịu xong họ ra khỏi địa ngục đi đâu sau khi ra khỏi địa ngục phần nhiều đến cõi súc sinh họ đi làm trâu làm ngựa làm heo làm gì nói chung không khỏi bị người giết mổ mọi người ăn thịt chúng Chịu khổ rất nặng Khi bị giết Thì không thể kể hết nỗi khổ Sao được làm người Tương lai cũng được trở lại loài người Phạm từ tam đồ thường nghĩ đến quái người Thường sinh hạ xứ Có nghĩa họ Không có phần trong xã hội thượng lưu Họ à, sinh đến nhân gian Không có trí tuệ ngu si Không có phước báo Nghèo khổ Phải chịu khổ trong kiếp người Đây là gì? Phần bất thiện còn lại của tam ác đạo chúng ta thường gọi là tập khí do tập khí bất thiện mang lại nếu may mắn nghe được lời giáo huấn thánh hiền họ có thể vượt qua được cuộc sống khốn khó nâng linh tánh mình lên Đấy chính là hạnh phúc lớn nhất trong bất hạnh Nếu không gặp được lời giáo huấn của Thánh Hiền Họ còn khổ nữa Tại sao? Chết rồi tiếp tục đọa ác đạo Tuy không tạo nghiệp nặng Trong tâm họ vẫn còn oán hận, bất bình dẫn nghiệp này lại lối họ vào tam ác đạo như kinh địa tạng đã nói chúng sinh địa ngục được ra không lâu sau lại quay vào nguyên nhân do đâu không có trí tuệ không biết là tự làm tự chịu Lúc nào cũng mang tâm oán than trời trách đất Như thế là đang tạo lại ác nghiệp Nhưng bản thân không hay biết Trăm ngàn dạng kiếp không được tự tại có nghĩa là lúc nào cũng u buồn không giải được oan kịch, không mở được khí oan không tan không lúc nào nghe được tên tam bạc Nghe được tên Tam Bảo là được cứu Suốt đời không tiếp xúc Với Tam Bảo Người này thật đáng thương Bởi thế nơi những người vô trí không tin Không nói kinh này vậy Câu này nói rất quan trọng với những người không có niềm tin Người không có trí tuệ Ta đừng nói bộ kinh này với họ Tại sao họ quỷ bán Lại tạo nghiệp Ở trên dẫn hai kinh Nói rõ nghi tính Tuy chỉ tại nhất niệm của người đó Nhưng quả phước đã gieo một trời một vực, bao đời không hết. Vấn đề này rất đáng sợ. Hoài nghi, chánh tinh, tuy chỉ trong một niệm, nhưng phước có được của chánh tinh, trí tuệ sinh ra tai họa do hoài nghi sinh ra kéo đến khổ báo tam đồ thời kiếp rất dài bởi thì đoạn sau kinh nói nên tên rõ trí tuệ vô thượng của chư Phật Tại sao một số người không tin trí tuệ vô thượng của chư Phật Họ không biết trí tuệ vô thượng vốn đã có trong tự tánh là tánh đức của mình Chư Phật Như Lai Chỉ là người đã Gạt trừ những chướng ngại Trong tánh đức Nó sẽ quá mặt. Chúng ta cũng có thể Gạt bỏ chướng ngại Chúng ta không khác chư Phật Như Lai Ngày nay chúng ta có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Đây là chú ngại Là phiền não Bản lĩnh của chư Phật và Bồ Tát Pháp Thân Là lục căng ở trong lục trần thực sự đã làm được Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Bởi thì Trong trí tuệ vô thượng Trong tự tánh quá mặt Nó khởi tác dụng Chúng ta có Nhưng bởi phiền não che lấp Không khởi tác dụng Sự thật này Chân tướng này Ta phải hiểu rõ Thấy được Chắc chắn không còn hoài nghi Quý vị sẽ tin tất cả Pháp trong kinh này đã nói Tại sao tất cả Pháp không rời tự tánh Xa rời tự tánh không một Pháp nào khả đắc Đây là nguyên tắc chung thương lĩnh chung Nhất định phải ghi nhớ Để nguyên tắc Nguyên lý này Dẫn đường cho chúng ta Giữa qua đời này Mà không mất mát lớn lao chúng ta xem đoạn kinh gian tiếp theo từ thị bạch rằng tại sao quái này một loại chúng sinh tuy cũng tu thiện nhưng không cầu sinh đây là chuyện thường thấy trong xã hội ngày nay họ hành thiện làm những việc tốt nhưng không niệm A-di-đà Phật Không cầu sinh thế giới cực lạ Phật dạy từ thị Những chúng sinh này Trí tuệ còn mỏng Cho rằng phương Tây Không bằng quái trời Cho đó không vui Phật dạy Hiện căn những người đó trồng được Không thể lìa tướng Không cầu tuệ Phật Tham sâu vui đời Phước báo nhân gian Mỗi câu đều là lời thật Từ thị là Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát Di Lạc Đại từ Đại Bi Thầy chúng ta thỉnh Pháp Nhắc nhở chúng ta Giúp đỡ chúng ta Giải quyết vấn đề Lấy vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Ương xót một loại chúng sinh trong đời mạc thời kỳ mạc pháp loại này không ít rất nhiều vô cùng nhiều những người này cũng biết bỏ ác làm lành Nhưng họ không cầu sinh thế giới cực lạc phương Tây Nguyên nhân ở đây là gì? Bồ Tát Di Lạc thay chúng ta hướng Phật thệm giáo Tiếp theo Phật dạy chúng ta Loại chúng sinh này Khiếm khuyết trí tuệ Họ có tri thức nhưng không có trí tuệ Tham đắm phước trời người Nên không nguyện sinh Họ chưa thấy thế giới cực lạ Nhưng đã hưởng được Phước báo hiện tiền Giáo lý Đại Thừa thường nói Giàu sang học đạo là khó Họ chìm đắm trong giàu sang Khởi tâm động niệm của họ Làm sao phải giữ được giàu sang Họ cũng lạy Phật Mục đích lạy Phật của họ là gì? Cầu Phật Bồ Tát Gia hộ họ thăng quan phát tài Mục đích là ở chỗ đó Không phải giảng sinh thế giới cực lạc Không phải đi làm Phật Làm Bồ Tát Không phải Họ không có hứng với những thứ đó Giúp họ sống lâu Gia hộ sức khỏe họ Gia hộ họ con đàn cháu đông Gia hộ họ, họ thăng quan phát tài Họ mong những thứ đó Loại học Phật như thế chiếm bao nhiêu Có lẽ đến 99% Quý vị hỏi họ Tại sao anh học Phật Sao anh đến chùa chiền lễ bái Đây quả thật là trí tuệ cạn cực. Coi Phật Pháp là phương pháp cầu phước báo. trong Phật giáo có câu thế này là thực chứ không phải giả đệ tử nhà Phật quá cầu tất ứng nói rõ ra cầu giàu sang được giàu sang cầu con cái được con cái cầu sống lâu được sống lâu Hữu cầu tức ứng Họ hiểu như thế Những thứ khác không hiểu Những phương pháp của Phật Họ không chịu tìm hiểu Có thể họ không tin Phật dạy cầu giàu sang như thế nào Bố thí tài sản sẽ được giàu sang Nhưng không chịu bố thí bố thí phải có điều kiện nhà phật nói bỏ một để được tất cả họ liên bỏ một mong những gì mong ngày mai được một dạng nếu ngày mai không được như thế lời phật không linh bèn quay ra hủy bán không tin Những gì Phật dạy là quá thật Phước bao thật sự có từ ba loại bố thí Với loại người này Câu sau đó của Bồ Tát Di Lạc rất hay không cầu nước Phật Sao khỏi luân hồi Đời này ta sống được bao lâu Dù giấc giả dạ, kinh doanh Khi qua của cải Ta hưởng được mấy năm Nếu chúng ta đọc lịch sử Trung Quốc Quý vị xem Vua chùa các thời đại Phước báo lớn nhất Có thể qua được 20 năm Được mấy người Quá nữa, không hơn hai mươi năm tại vị họ hưởng hết. Tại dị sáu mươi năm là gì gương. Triều nhà Thanh chỉ có hai người, Khang Hy và Càng Long. Tại vì 60 năm Cung à, chính 13 năm Chưa đến 20 năm Tất cả triều thanh 10 vị hoàng đế Chiếm phần nhiều Bởi thì có ý nghĩa gì? Mười mấy hai mươi năm rất ngắn Sáu mươi năm cũng như nháy mắt mà thôi Bởi thì Không cầu sinh tịnh độ là ta đã sai Quá sai Lời của Bồ Tát Di là có hai nghĩa Ở đây niệm lão cho chúng ta biết Thứ nhất Chuyên chỉ những người kể trên Nói sai cái vui ở phương Tây không bằng quái trời Cho rằng thế nào Niềm vui ở phương Tây không bằng trên trời Đọc Kinh Phật Chúng ta quan sát bằng phương pháp khách quan Phân bằng trên trời Trên trời thế nào? Ăn chơi khoái lạc thế giới cực lạc suốt ngày học hành Làm học sinh ở phương Tây Phật A-di-đà suốt ngày giảng Kinh Suốt ngày lên lớp Hình như không lúc nào ăn uống vui vẻ. Không bằng xét về phương diện đó thì đúng thế. Ngày trước tôi ở Đài Loan gặp một thầy giáo trẻ Dạy đại học Có nghe đến Phật Pháp Anh ta có mong được xin tịnh độ chăng? Không Tại sao không? Thế giới cực lạc phương Tây không có con gái Tôi không đi Anh thích lên trời hơn Chắc chắn sẽ đi anh ta vẫn chưa hưởng được niềm vui đọc sách cổ nhân quá câu niềm vui đọc sách vui khôn xiết anh ta chưa thể hội được anh ta chưa hưởng thụ được Niềm vui sách vợ Cái vui đó Là từ trong tự tánh tuôn chảy ra Câu đầu của luận ngữ Khổng tử nói Học mà được thực hành Không vui đó sao Vui đó là vui thích Vui thích tuôn ra từ nội tâm không phải từ bên ngoài vào Cái vui của người thế gian Đều được kích thích từ bên ngoài Cả hát nhảy múa Lấy đó làm vui Niềm vui đó Tôi có cách hình dung Tôi thường nói Giống cái vui hút thuốc Chích ma túy Phải trả giá rất đắt Không lợi cho thân tâm Phá hoại sức khỏe Niềm vui đọc sách là từ nội tâm phát ra Đó là phần dinh dưỡng Lợi ích rất lớn cho thân tâm Cái vui đó là của người trí tuệ hưởng thụ người không có trí tuệ không hưởng thụ được niềm vui đó. Bởi <laughs> thế những người này cho rằng phương tây không bằng quái trời, giống như phân biệt hư vọng, nên họ không cầu sinh tịnh độ. họ không biết đến phước tu thiện tuy được sinh lên trời nhưng thọ mạng cõi trời có hạn tuy sống lâu nhưng vẫn có thời hạn thời hạn đến họ cũng phải chết chết rồi lại quay lại luân hồi cái gì hưởng hết phước bao quái trời. trời Hết phước Sau khi chết đi Ác nghiệp liền hiện ra Ác bao cũng hiện ra Sau khi đã chết ở cõi trời Thì không có cách nào sinh trở lại đó Đọa lạc xuống dưới Đấy là nỗi khổ Bởi thì cái vui ở cõi trời Không phải rốt ráo Thứ hai Ở đây là nghĩa thứ hai Phạm chỉ người thực hành các tông Tám tông đại thừa Phật giáo Hai tông tiểu thừa Tuy vẫn tu hành tinh tấn nhưng họ vẫn không muốn cầu sinh tịnh độ, à, vẫn không lấy tịnh độ di đà làm nơi trở về, toàn nhờ tự lực, à, so bản thân thì... xuyên tu giới định tuệ, à, đoạn... đoạn phiền não. Nuôi trí tuệ Nâng linh tánh mình lên Đi theo đường đó Sẽ rất khó tỏa đoạn sinh tử Ngay trong đời này Tỏa đoạn là gì? Ngay trong đời này Giải quyết luôn vấn đề sinh tử Thế gọi là tọa đoạn sinh tử Người thế nào a à, la hán mới làm được Trong giáo lý đại thừa Bồ Tát hợp tính Bồ Tát thất tính dị làm được Họ ờ, siêu diệt luân hồi lục đạo Đấy gọi là tọa đoạn sinh tử Không có khả năng đó Dân cư trong luân hồi sinh tử Vẫn chịu hậu hữu Chết rồi vẫn còn Còn gì? Còn luân hồi Chủng tử nghiệp tập trong a la gia Lôi ta đi đầu thai Chủng tử thiện đã hưởng hết phước trên quái trời Bây giờ chủng tử ác sẽ hiện hành Khởi tác dụng Khiến phải đọa tam ác đạo Trong kinh Phật đã nói Chúa trời đau lợi chết đi Đóa lạc vào cõi súc sinh Đầu thai làm gì? Lừa Đầu thai vào con lừa Con lừa ngày trước làm Chúa trời đau lợi Đây là điều được nói trong kinh Phật Hưởng hết phước hiện, Ác bào sẽ hiện ra Khỏi súc sinh Trong kinh Phật cho chúng ta biết Người trời tứ thiền Người trời tứ không Cao Cao nhất Sau khi chết sẽ đi đâu Đến địa ngục vô dạng Thầy giáo nói với chúng tôi Đấy chính là cái gọi trèo cao té nặng tại sao họ xuống địa ngục chính là gì hoài nghi bản thân họ không hiểu được cho rằng trời tứ thiền trời tứ không là cảnh giới đại niết bàn sinh đến đó tự cho đã thành phật thành phật bất xuyên bất diệt song tám dạng đại ký khi thời gian đó hết Tập khí phiền não họ lại nổi lên Họ thấy lạ Ta đã nhập bát niết bàn Sao còn nổi phiền não Phật nói dối ư Không phải thật Đấy gọi là bán Phật Vì bán Phật bán Pháp Vì tội đó Nên đọa địa ngục vô dạng Cảnh giới đó không phải bác Niết Bàn a la hán mới chứng bác Niết Bàn Bác Niết Bàn không phải trong lúc hồi lục đạo Trong lúc hồi lục đạo không có Khỏi lục đạo rồi Pháp giới tương thành có thiên chân Niết Bàn Không còn quay lại lục đạo Lục đạo không còn quay lại luân hồi lục đạo Chúng ta không thể không biết vấn đề này Không thể không đọc kinh Không thể không hiểu rõ sự lý bởi vì không hiểu Nên chúng ta đã sai lầm rất nhiều Những sai lầm đó Đã mang đến cho chúng ta rất nhiều rắc rối Không hiểu nhiều Thế Pháp không quan trọng những vấn đề quan trọng trong phật pháp nếu không hiểu rõ chúng ta sẽ nhầm lẫn thua thiệt rất lớn kinh luận phật giáo nhiều như thế chúng ta bắt đầu từ đâu bộ kinh vô lượng thọ là đủ bộ kinh này được chú dạy rất rõ ràng Hoàng niệm lão đã sưu tập những tư liệu Gồm 193 loại Đã xem rất kỹ Viết à, ra chú giải này Định thực hiện công việc trong thời gian 2 năm Hai năm chuẩn bị thời gian biên tập thành sách là một năm bản nháp ban đầu năm sau mới sửa chữa năm thứ ba lại sửa chữa mới thành bản nháp đầu sáu năm mới xong bản nháp đầu Lại sửa chữa thêm lần nữa Mới thành định bản Tổng cộng mất 10 năm Kinh và chú giải đều không thể nghĩ bàn Xin xem kinh văn Phật dạy những thiện căn họ trồng được Không thể lìa tướng Không cầu Phật tuệ Đam mê vui đời Phước báo nhân thiên Tuy có tu phước Cầu quả nhân thiên Nhưng khi được báo Tất cả đầy đủ Nhưng chưa thể ra khỏi ngục tam giới Lục đạo luân hồi như một nhà giam Giả sử Cha mẹ, con cái, nam nữ, quyến thuộc Muốn đến cứu giớt Trả lại mộ Nghiệp dương tà kiến Chưa được từ bỏ Thường ở luân hồi Không được tự tại Tất cả đều ở trong luân hồi Tả thực chân tướng nhân dài Nếu quý vị đọc kỹ hiểu được Chắc chắn Quý vị sẽ giống như Phật Bồ Tát Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trong kiếp người Dùng nó để tu hành Tại sao Có thể ngay trong đời này Mãi mãi thoát ly Luân hồi lục đạo Thế mới đúng Hoàn toàn chính xác Phật dạy Đoạn khai thị tiếp sau đây Càng cho thị sự được mất Lợi hại của chấp tướng Và rời tướng Ta nghe những lời Phật dạy Bỉ đẳng là chúng sinh lục đạo Những người thuộc quái người trong lục đạo ở trồng thiện căng nhưng không rời tướng Chấp tướng phước tu được của chấp tướng là phước báo trời người tu phước trước tướng không ra khỏi luân hồi lục đạo khó khỏi luân hồi ly tướng cầu sinh mãi được giải thoát ai chịu rời tướng Ai chịu buông bỏ cảnh giới tướng này? Tại sao họ không buông bỏ? Không có trí tuệ, họ cho đây là thật. Chỉ Bồ Tát mới hiểu là giả. Dạ. Phạm có hình tướng thấy đều hư vọng, Bồ Tát biết người thường không biết được đã biết hư vọng nên buông bỏ ngay bởi thì buông bỏ là Lìa tướng cầu sinh mãi được giải thoát Đoạn kim văn bên phải Trước nói rõ chấp trước phước thế dài Chấp tưởng đây là phước thế dài Không ra khỏi luân hồi Nghĩa là Người đó tuy trọng thiện căn Nhưng tham phước báo nhân thiên Không thể rời tướng Không cầu tuệ Phật Không cầu trí tuệ của Phật Chỉ cầu trí tuệ Phật Mới thật sự giúp ích cho chúng ta Hết sinh tử khỏi tam giới Ngoài trí tuệ Phật ra đều không thể được Đại Thánh Đại Hiền trong thế gian Họ dẫn dắt chúng ta Chỉ là phước trời Trời dục giới Trời sắc giới Trời vô sắc giới Vẫn chưa ra khỏi luân hồi Phần cuối Dẫn chứng Kinh Phật để nói Nên không thể ra khỏi nhà lao tam giới Dục giới, sát giới, vô sát giới Đều là lao ngục ta chưa ra khỏi à, khi được báo, báo tất cả đầy đủ khi được quả báo à, đưa quý đưa vị sống sung túc vào. trong nhân gian sung túc ở thế gian định cùng cực là làm đế dương Bởi thế quá câu Quý làm vua giàu có bốn bể Giàu có cùng cực ở thế gian Đến đỉnh điểm Phước báo lớn hơn thế là thiên dương Đẳng cấp thiên dương rất đa dạng Người Trung Quốc thường gọi Ngọc Hoàng Đại Đế Đây là tầng trời thứ hai dục giới Tầng trời thứ nhất là trời tứ thiên Tầng trời thứ hai là trời đau lợi Ngọc Hoàng Đại Đế là chúa trời đau lợi Bên trên trời dạ ma Trời đâu xuất Bồ Tát Di Lạc ở trời đâu xuất Trời quá lạc, trời tha quá tự tại Đấy là dục giới có nghĩa Vẫn chưa đoạn năm loại dục Tài sắc danh thực thùy Càng lên cao càng nhạt dần Nhưng vẫn chưa đoạn Nếu đã đoạn Đoạn được sẽ siêu diệt dục giới Đến sắc giới 18 tầng trời sắc giới Trong sắc giới không có dục không còn tài sắc danh thược thùy bởi thì trời sắc giới không cần ăn người trời sắc giới không ngủ nghỉ không có năm loại đó nữa họ không cần tài họ không cần sắc không cần danh không ăn không ngủ nghỉ thế là quá vui chúng ta ở thế gian này năm loại này quá khổ không cách nào bước ra được Người ở trời soát giới Họ thoát được điều này Nhưng họ vẫn còn thân Vẫn còn cung điện để ở Họ mạnh khỏe, sống lâu Họ không bệnh tật Không những không bệnh tật Họ cũng không già yếu Tại sao? Họ không có giọng niệm Và yếu của họ chỉ trong giây là Lúc nào Bảy ngày trước khi họ sắp chết Tướng già dạ yêu xuất hiện Khi thấy tướng già dạ yêu Mạng sống của họ sẽ đến Đây là việc khổ nhất Bởi thì cái khổ trong đời họ Chẳng qua chỉ mấy hôm Ngoài mấy hôm đó họ không biết đến khổ vì thì tam phu cao cấp nhất họ không cần thân thể có thân càng rắc rối mệt mỏi không cần thân thể trời dù sắc giới chúng ta thường gọi là linh giới họ không có thân thể nhưng vẫn chấp linh đó là của ta Bởi thế họ vẫn còn chấp ngã Họ không cần thân thể Họ biết thân thể không phải ngã Linh là ngã Chúng ta thường gọi là linh hồn Nếu họ đã giác ngộ để gọi là linh tánh Mê hoặc vẫn còn chấp trước Gọi là linh hồn Thật ra họ không linh Giác ngộ mới linh Không giác ngộ không linh Chính Kinh Giáo Đại Thừa đã cho chúng ta biết một số tình cảnh Đầy đủ tất cả Tạm hưởng vui đời Phước hết lại đọa Quảng sao vô cùng Mấy câu sau rất quan trọng Đúng là Hậu hoạn không cùng Tại sao Oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp Không lúc nào ngưng Vẫn cứ luân hồi trong lục đạo Ngôn ngữ tạo tá khởi tâm động niệm mỗi ngày Đều oán kết với chúng sinh Nhà Phật gọi là kết duyên Có thiện duyên, có ác duyên Hoàng hoàng tương báo Đời đời kiếp kiếp không lúc nào ngưng Như thế rất rắc rồi rất đáng sợ bởi thì Phước hết nhất định sẽ đọa lại ở trong Tam đồ ác đạo hết tội nhất định được nâng lên địa ngục lên đến ngạ quỷ ngã quỷ lên đến súc sinh Xuất sinh lại quay về cõi người Họ được nâng lên Hết tội Sẽ được nâng lên Lên đó họ hưởng phước Hết phước lại đò xuống Đây là mang kịp trong lục đạo Nếu ta xem hết thì rất chán Không muốn giàu lại Sau khi mãn chung Thân quyến tùy sám tội Cầu phước cho họ Tu pháp tụng kinh Muôn cứu độ Nhưng căn tà kiến của họ quá nặng Chấp mê không ngộ Vì tà kiến nghiệp dương Chưa thể xả ly Tà kiến nghiệp dương là gì? Tiền não kiến tư Kiến hoặc tư hoặc là nghiệp dương tà kiến là vua trong lục đạo bởi thì khi đoạn được phiền não kiến tư lục đạo luân hồi sẽ không còn lục đạo đúng là một cường ác mộng khói trời là giấc mộng đẹp tam ác đạo là cơn ác mộng thật là một giấc mộng trong chứng đạo ca đại sư diễn gia đã nói rất hay rằng trong mộng rõ ràng có lục thú tỉnh rồi đại thiên rộng bao la khi tỉnh dậy không thấy lục đạo không còn nữa Bởi thì Nó không phải thật Phải hiểu được chân tướng sự thật này Biết được chân tướng sự thật Chúng ta không còn chấp trước vào cảnh giới Không chấp trước Là có thể siêu diệt Không chấp trước thì không tạo nghiệp Học tùy duyên như chư Phật Bồ Tát Tùy thuận chúng sinh Tùy hỷ công đức Tự mình thật sự giác ngộ Khi tâm đã giác ngộ Hành vi cũng được giác ngộ Ngày càng gần với chư Phật Bồ Tát chưa thể lìa bỏ nghiệp dương tà kiến tám chữ này là gốc của luân hồi lục đạo nhân của luân hồi lục đạo trong kinh giáo thường nói là tiền nào kiến tư kiến là sai lầm về kiến giải cũng như nói ta có cách nhìn sai lệch cho tất cả pháp trong thế gian là thật sai lầm không phải thật tư hoặc là ta nghĩ sai tham sân si mạng nghi là ta nghĩ sai Căn bản trong tự tánh không có những thứ này. Trong pháp tánh không có, trong pháp tướng cũng không. Hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm. Thân kiến, biên kiến, Kiến thủ kiến Giới thủ kiến Đều là thành kiến Cũng là sai Quý vị thấy sai Không thể tìm thấy Những thứ đó trong pháp tánh Pháp tướng Tất cả đều bị quý vị nhìn sai Đúng là tự làm tự chịu Không liên can đến ai cả Tại sao? Hoàn toàn không có trong tâm tánh Pháp tướng Sư vọng hoàn toàn Nghĩa là bởi ta phân biệt chấp trước Nên nó có mặt Rời phân biệt chấp trước Nó sẽ biến mất Đấy gọi là nghiệp dương tà kiến Không buông bỏ nó Ta không có cách nào Siêu diệt luân hồi lục đạo Vì tà kiến Tà kiến là kiến hoặc Nên không sanh chánh tính Thế nào là không sinh chánh tính với tất cả Pháp tương ứng với tánh đức Đều không tin Nên ta kiến này Thật sự làm vua các nghiệp a Nên gọi là ta kiến nghiệp dương Vấn đề này rất rắc rối Chiến giải sai lầm Còn, Còn nguy hiểm hơn suy nghĩ sai lầm Nhưng nó dễ đoạn Ý niệm sai lầm đó Gọi là dương dân không dứt Rất khó cắt đứt Đây là tham sân si mạng nghi Không dễ đoạn Thân kiến biên kiến khá dễ đoạn Bởi thì đoạn được kiến hoặc sẽ chứng quả tu đà hoàng tu đà hoàng mới là chánh kiến được phật pháp thừa nhận họ tin kinh giáo của phật thế gọi là chánh tin Chúng ta chưa chứng đến cảnh giới đó Cái tin của ta đối với Phật giáo Không được gọi là chánh tin Tại sao? Chưa đạt đến tiêu chuẩn chánh tin Chánh tin là không hoài nghi Trong niềm tin chúng ta ngày nay vẫn còn hoài nghi Trong sinh hoạt thường ngày Đối mặt giữa cảnh giới bên ngoài Nghi ngờ chồng chất Không biết phải đối phó thế nào Cầu Phật Bồ Tát chỉ giáo Cầu Quỷ Thần chỉ giáo Những việc làm đó Đều bất tin nếu chánh tính quý vị còn đi tìm những thứ bên ngoài làm gì không cần thiết người tránh tính tâm đã định tâm thanh tịnh quá mặt Chánh tính không một chút hoài nghi Vì thế ngày nay chúng ta không tin chính mình Nửa tin nửa ngờ Với Phật Bồ Tát cũng nửa tin nửa ngờ Vì vậy sống rất đau khổ Pháp hỷ kia Ta chưa nếm được Nghe kinh hiểu được một lúc Giống như rất thích Nhưng mấy phút sau Không còn nữa không giữ được mãi cái vui thiệt đó Nguyên nhân của vấn đề này là gì Chưa thật sự đạt đến Chỉ gặp một lúc khi tiếp xúc Chỉ hưởng được một tí Nếu thật sự đạt đến Sẽ không để vượt mực Lúc nào cũng xin tâm quan hỷ Sẽ không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong xuyên quả thường ngày có thể thấy được Tại sao Ngày trước cái gì cũng bò bò Suy tính Bây giờ thế nào Không suy tính nữa Rất thoải mái Những người trước đây ta gặp Yêu người này ghét kẻ kia Bây giờ không còn Người ghét cũng thành thương Họ sẽ thay đổi Cảnh giới thay đổi Tâm thái Ngôn ngữ hành động đều thay đổi Dân già tiếp cận được Phật Bồ Tát Những so đo tính toán Đây là tiếp cận ma quỷ Đây không phải Phật Bồ Tát bởi thì chỉ cần nghiệp dương tà kiến vẫn còn Ta còn phải luân hồi Không được tự tại Không ra khỏi luân hồi Xem đoạn kinh văn bên dưới Con thấy những người ngu si Không trầm gốc thiện Chỉ thấy thế trí thông biện Tăng thêm tà tâm làm sao xuất được đại nạn sinh tử Ý đoạn gian này Rất sâu, rất rộng Niệm lão có đoạn chú giải ở đây Văn bên phải muốn chỉ người nặng trước đây Những người trước đây Chỉ tu thiện Chỉ cầu phước đời Nên không thể ra khỏi luân hồi Chỗ này nói Ngu si càng nặng Tại sao không trồng gốc thiện Phải chú ý câu này thế nào gọi là gốc thiện không tham không si không sân đây gọi là ba gốc thiện không trồng gốc thiện là gì không trồng gốc thiện là còn tham sân si Phát triển tham sân si không ngừng Vẫn còn như thế Quý vị xem Lại ý thế trí thông biện Dùng sự thông minh Tri thức của họ Trí ở đây là trí thức Không phải trí tuệ trí tuệ được xuyên ra từ giới định tuệ họ có thế trí thông biện thông minh của thế gian biện tài của thế gian ngạo mạng tự đại kiêu ngạo ngã mạng thấy mình hơn người, người khá không bằng mình, không sinh chánh tín, không tin lời giáo huấn của thánh hiền, không tin lời dạy cha mẹ. Ngạo mạn Không những coi thường người khác Ngay cha mẹ cũng không coi ra gì Hả người này quá thật Chúng ta cũng đạt thấy Cha mẹ không được học hành, vất vả nuôi con từ bé, bớt ăn bớt mặc để chúng được học hành, học hành đường hoàng, khi tốt nghiệp đại học rồi cầm được tấm bằng tiến sĩ về nhà thế nào coi khinh cha mẹ, cha mẹ không chữ nghĩa coi khinh. Bạn bè đến thăm nhà Hỏi thăm mọi người Đó là người làm trong nhà Chúng không nói đó là cha mẹ Giống như nói cha mẹ nó đi khỏi Sợ mất mặt Nói dối đó là người làm Quý vị thấy cha mẹ có đau lòng chăng? Đó chính là xã hội ngày nay Hoàn toàn không biết hiếu thuận Không biết cảm ơn Vậy thì đúng là giúp lớn tâm tà Không biết thể trị thông biện Là một trong tám nạn nạn đó là gì nạn ở đây là quý vị gặp nạn bác nạn phật pháp thường nói tam đồ bác nạn bác nạn này có nghĩa thế nào quý vị không tiếp cận được lời giáo quấn thánh hiền không gặp tam bảo cho dù có gặp cũng như không gặp tại sao quý vị không tin gặp phật bồ tát đó là mê tín bài xin bằng hai chữ đó tự tuỵ bởi thì giáo dục thánh hiền giáo dục tam bảo không có duyên giữ bài Đây là những người đáng thương nhất trong đời Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.